Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 8 và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 2 của phần Language Focus rồi các bạn. Bài tập số 1 rất là hay, mình đã quay xong cho các bạn rồi. Thì bây giờ sang bài tập số 2 này, chúng ta sẽ hoàn thành những đoạn hội thoại và sử dụng những cái động từ ở trong ngoặc này và những cái động từ đây nè các bạn. Đây. Sử dụng những động từ trong cái dạng hiện tại tiếp diễn chứ không phải trong ngoặc. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những động từ để chúng ta viết nó ở thì hiện tại tiếp diễn. Rồi, cái thì hiện tại tiếp diễn nó có trong cái video 1 mình nói các bạn trong một vài trường hợp á. Trong trường hợp đặc biệt của nó là nó mang nghĩa tương lai đó, mình nói rất rõ rồi các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sang từng câu một thì chúng ta sẽ thấy cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn thì chắc cả các bạn, tất cả các bạn đều biết rồi đúng không? Ở dạng khẳng định như thế nào, dạng câu hỏi ra sao, dạng phủ định thế nào. Bây giờ mình dành vài chục giây để mình chỉ tóm tắt lại ba cái dạng của thì hiện tại tiếp diễn cho các bạn nha. Khẳng định, phủ định và câu hỏi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ khái quát lại để các bạn hình dung nha. Chủ ngữ cộng động từ to be. Nhớ là to be này là ở hiện tại các bạn nha. Hiện tại nè, chứ không phải ở quá khứ đâu, quá khứ thì khác. Và cộng với một động từ thêm in. Ok, đây là hiện tại tiếp diễn ở dạng câu khẳng định. Thế thì câu hỏi là gì? Câu hỏi thì chúng ta chỉ cần đưa to be ra trước. To be cộng với chủ ngữ cộng động từ thêm in là xong. Đúng không nào? Rồi câu phủ định thì chúng ta chỉ cần thêm not ở phía sau to be. Chủ ngữ cộng to be cộng not cộng động từ thêm in là xong. Đó bạn nha. Ba trường hợp này, khẳng định, câu hỏi và phủ định thì các bạn cứ thế mà các bạn làm. Ví dụ như I am eating. Đúng không nào? Tôi đang ăn. Chủ ngữ này, to be hiện tại này, eating là động từ thêm be này. Đó, eating này các bạn nha. Rồi, câu hỏi có phải là tôi đang ăn không? Có phải bạn đang ăn không? Are you eating? Đó. To be, chủ ngữ, động từ thêm be. Đó, rồi cái này bạn không ăn, bạn đang không ăn, tôi đang không ăn ý. I am not eating. Đó, bạn thấy chưa? Chủ ngữ to be, not cộng động từ thêm in. Đó, các bạn thấy nắm được bản chất của nó chưa? Đó, thì cứ thế mà các bạn làm. Rồi những cái công thức này thực ra đối với một số bạn đã học giỏi rồi thì các bạn thông cảm cho mình nha. Để mình giảng kỹ cho những bạn đã mắc cơ bản để các bạn nắm lại thôi. Thì các bạn hết sức thông cảm cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại câu từng câu một. Đây, bạn Nam nói với bạn Bảo. Bạn Nam nói điều gì? Bạn đang làm gì? Bạn sẽ làm gì vào tối nay? Các bạn nhớ là hiện tại tiếp diễn lúc này là hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai như trong video 1 mình đã giảng các bạn rất kỹ rồi. Hiện tại tiếp diễn lúc này mang nghĩa tương lai. Có nghĩa là bạn sẽ làm gì vào tối nay? Bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ chơi môn bóng bàn table tennis. Đó. Table tennis là môn bóng bàn các bạn nha. Còn tennis là môn quần vợt, nó khác. Ok. Rồi, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Ông chú Thạch và Hoa. Hoa là cháu của chú Thạch. Chú Thạch hỏi. Bạn là con đó. Hoa này. Con và Lan thích làm, sẽ thích đi xem phim chứ? Con và Lan sẽ thích đi xem phim chứ? Hoa trả lời. Xin lỗi, chúng con không thể. Chúng con sẽ làm bài tập về nhà. Đó, chúng con sẽ làm bài tập về nhà. We này, động từ to be. Chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai. Chúng con sẽ làm bài tập về nhà. Vậy thì động từ to be của we là gì? We are. Rồi động từ thêm in, làm bài tập về nhà là gì? Là do homework, đúng không? Mà thêm in là doing. Đó, vậy thì câu này We are doing homework. Chúng con sẽ làm bài tập về nhà. Đó, các bạn hiểu được cái hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai chưa? Đó, trong nếu bạn nào chưa rõ thì các bạn quay lại video 1 của cái phần language focus này, mình giảng rất kỹ cho các bạn chỗ đó rồi, mình không giảng lại nữa nha. Cái chỗ đó rất quan trọng các bạn nha, rất hay và rất quan trọng. Các bạn phải tìm cho ra cái video 1 để các bạn xem trong cái phần language focus của unit 8 này. Ok các bạn nha. Rồi, bây giờ câu C. Cô Vui và ông Nhật. Bạn đang xem tin tức lúc 7 giờ đúng không? Thời sự đó, xem thời sự đó các bạn. Xem thời sự lúc 7 giờ phải không? Ông Nhật trả lời không. Tôi đang... Cái thực ra chỗ này á,
sẽ xem thì hay hơn, mình dịch sẽ xem thì đúng hơn. Mình đang dùng hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai mà, đúng không? Vậy thì cô vui hỏi ông, nói ông Nhật, bạn sẽ xem chương trình tin tức thời sự lúc 7 giờ tối đúng không? Ông Nhật trả lời không, tôi sẽ xem một chương trình gì các bạn, rừng mưa nhiệt đới. Đó, chương trình rừng mưa nhiệt đới. Vậy thì tôi sẽ xem, câu 2 này sẽ xem là gì? To be của ai là gì? I am gì? Xem, watching. Đó, watching này thêm in thôi. Đó các bạn thấy chữ âm watching này. Đây, được trả lời là no, I gì? No, I am watching. Chỗ này nó chưa ngắn quá cho nên thầy không viết được, thầy phải viết ra ngoài cho các bạn. No, I am watching a program on rainforest. Đó, tôi sẽ xem một chương trình rừng mưa nhiệt đới. Đó là câu C. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu D. Bạn Hoa và bạn Lan. Bạn Hoa nói này, tôi dự định này, không phải dự định gì nữa mà tôi sẽ luôn, tôi sẽ đi đến bãi biển vào thứ bảy này. Đó, các bạn thấy chưa? Một kế hoạch chắc chắn có thời gian cụ thể mà gần như người ta sẽ thực hiện 99,99%. Tôi sẽ làm cái gì đó vào một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Nhớ chưa? Cụ thể chưa? Tôi sẽ đi biển vào ngày thứ bảy này. Chúc bạn may mắn. Bạn Lan đó là chúc bạn may mắn. Tôi sẽ gì? Tôi sẽ nghe nè, đi với cái từ to này các bạn nhớ từ gì chưa? Listen này các bạn, listen. Đó, đi với từ to này nè, là listen to, là lắng nghe cái bài học violin. Đó, nghe những cái bản nhạc hay bài học, bản nhạc đó violin của chúng tôi á. Đó các bạn nha. Như vậy là thực ra chỗ này là tập luyện cũng được, tôi sẽ tập luyện cũng được, nên tập luyện là hay hơn. Practice này. Practicing cũng được. Đó, bạn hình dung được chưa? Đó, câu 3 này. Câu 3 của chúng ta là tôi sẽ đi đến cái tiết học cũng được, lớp học cũng được, cái bài học cũng được, mà chỗ này nghe bài nhạc cũng được, tôi sẽ nghe bài nhạc cũng được. Chỗ này listen để hay hơn. Rồi, vậy thì chỗ này các bạn không cần dùng từ này, các bạn dùng từ listen. Thì listen lúc này là phải thêm in. Bởi vì ai gì? I am. Đó, I am listening to my violin lesson. Đó, tôi sẽ nghe những cái bài học về bản nhạc violin của tôi. Các bạn hình dung được chưa? Đó, nhớ có giới từ to đây. Rồi, như vậy là các bạn nắm được chỗ này rồi. Nhớ A là 1 nè, 1 nè, 2 nè. Đó, 1, 2 và 3. 1, 2 và 3. Đó các bạn nha, nhớ đều là hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai hết nha. Rồi, bây giờ sang cái thứ tư. Cô Thoa nói với bạn Na, con sẽ rảnh vào buổi chiều chủ nhật chứ? Bạn cô Thoa là con á, nữa con á, con nè. Không mẹ ơi, bạn Na là con cô Thoa. Không mẹ ơi, không phải, không phải. Cô này là cô giáo nói với bạn Na. Không cô, thưa cô không, mẹ của con và con, mẹ của em và em sao? Sẽ làm gì? Xin lỗi, đúng rồi, có những từ để trên người ta có cho từ cho chúng ta, người ta đâu có cho từ trước cho chúng ta đúng không? Chúng ta tự chọn đúng không nào? Đúng rồi, chúng ta tự chọn. Rồi, vậy chúng ta tự tìm ra thì nó hơi khó cho các bạn. Mẹ và con sẽ sao? Nhà cửa, đụng đến nhà cửa là làm gì? Lau chùi nhà cửa đó các bạn. Lau chùi nhà cửa, mà chỗ này số nhiều hay số ít? Số nhiều. Mẹ và con số nhiều thì động từ to be phải là gì? Là nhớ chưa? Đó, là gì nữa? Cleaning, chùi là clean. Clean này, cl này. Đó, clean này, cl e a n. Đó, clean, nhưng mà viết hiện tại tiếng Việt phải thêm in là cleaning. Đó, vậy thì mom and I are cleaning gì nữa? The house. Mẹ và con sẽ sao? Sẽ lau chùi cái nhà. Đó, các bạn hình dung được chưa? Đó là như thế. Lau chùi nhà là clean the house. Rồi câu cuối cùng, bạn Nga nói chuyện với ông Lam. Cái này có thể xưng bố hay chú hay anh gì cũng được, hay là bạn cũng được. Bạn có thể sửa cái máy vi tính cho tôi vào buổi chiều ngày thứ sáu này được không? Ông Lam nói là e rằng không, tôi sẽ có một cuộc đúng không? Tôi sẽ có một cuộc hẹn, cuộc gặp, cuộc họp vào buổi chiều đó. Tôi sẽ có là gì?
I am gì? I này. I am having. Having. Đó. I am having. Tôi sẽ có gì? Một cuộc họp vào buổi chiều đó. Ok, quá dễ các bạn ha. Đó. Như vậy là bài tập số 2 chúng ta tiếp tục gặp lại thì hiện tại tiếp diễn nhưng nó lại mang nghĩa tương lai. Đó các bạn thấy chưa? Đây là một cái chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng của các bạn nha. Như video 1 mình nói kỹ rồi. Rồi, hy vọng các bạn thấy video này tốt cho các bạn. Các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Chào các bạn.